biết thông tin giá cả lên xuống để đón đầu sản xuất. Những mô hình hay sử dụng công nghệ cao hiệu quả. Cây con giống mới độc lạ dễ bán, những chính sách mới tháo gỡ khó khăn cho nông nghiệp. Hay là những nét ca đẹp từng vùng miền cũng được ban biên tập và cập nhật liên tục trong bản tin 365 ngày chuyển động. Và ngày hôm nay thì mời bà con điểm qua thông tin nổi bật hôm nay. Dưa hấu nghịch mùa đạt giá cao, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long phấn khởi. Giá khô cá đồng ở đầu nguồn đang giảm do nguồn cung dồi dào, tuy nhiên người dân rất chú trọng sản xuất sạch phục vụ khách hàng. Lâm Đồng trồng qua chậu lời rất cao. Cà chua đang có giá nhưng nông dân kém vui do bệnh xoăn lá cà chua lại bùng phát. Bản tin hôm nay, ngành chức năng khuyến cáo những giải pháp hạn chế bệnh này. Trong khi đó, nông dân tỉnh Lâm Đồng vẫn đang hăng say sản xuất rau qua, đặc biệt là hiện nay nhu cầu chơi các loại qua chậu ngày một tăng cao. Nắm bắt được xu thế này, nhiều nhà nông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, cho ra nhiều loại sản phẩm qua chậu độc đáo, lạ mắt, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Một trong số những loại hoa được yêu thích là hương thảo lavender. Thời điểm hiện tại gần cuối năm, các vườn hoa chậu đang tập trung cho các sản phẩm này. Bên cạnh đó còn có dâu tây trồng chậu và các loại hoa khác. Đây là một trong những xu hướng hiện nay khi người tiêu dùng có nhu cầu trồng một số loại cây đặc sản nhưng mà không có đất hoặc là cũng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc. Trồng hoa chậu ước tính người nông dân có thể thu lãi lên đến 50 triệu đồng một sào hoa mỗi tháng. Thưa bà con nông dân, ngay tại ruộng dưa hấu như thế này đây thì thương lái mua dưa của bà con nông dân từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký, cao hơn 2.000 đồng một ký so với mùa thuận. Và đây là thông tin hết sức là vui mừng, vì sau một thời gian dài sụt giảm nghiêm trọng thì giá dưa mới tăng trở lại được như vậy. Và một trong những nguyên nhân là do dưa hấu nghịch mùa. Trong những ngày này thì nông dân ở hai huyện Thới Lai và Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ đang tập trung thu hoạch dưa hấu nghịch mùa trong sự phấn khởi. Nguồn cung dưa hấu tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm khiến dưa hấu ngày càng hút hàng tăng giá. Theo phần đông bà con nông dân, dưa hấu mùa nghịch thay thế vụ lúa hè thu năm nay đã mang lại lợi nhuận cao gấp 2-3 lần. Khi trồng dưa hấu trên nền đất lúa, cây phát triển rất tốt, trong khi chi phí đầu tư thấp vì lượng phân đã có sẵn trong đất. Trong vụ này, 1 hectare dưa hấu hắc mỹ nhân cho năng suất hơn 25 tấn trái. Sau khi trừ đi chi phí, nông dân có thể thu lời hơn 70 triệu đồng một hectare. Thời điểm này do nguồn nguyên liệu dồi dào nên giá các loại khô đồng ở huyện đồng nguồn An Phú, tỉnh An Giang đang có xu hướng giảm. Cụ thể, khô rắn từ 450.000 đồng một ký giảm xuống chỉ còn 350.000 đồng một ký. Khô cá chạch đang ở ngưỡng 350.000 đồng một ký thay vì 400.000 đồng một ký trừ đầu mùa nước nổi. Còn khô cá chốt thì còn 160.000 đồng một ký. Riêng cá kết, cá liềm kim do chưa đến mùa nên vẫn ở mức cao 420.000 đồng một ký và 300.000 đồng một ký. Mùa nước nổi là thời điểm các mặt hàng khô cá đồng ở An Phú trở nên dồi dào, nên thực khách khắp nơi có thể dễ dàng thưởng thức được loại đặc sản này, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập cho dân câu lưới ở đồng ruộng. Nói đến khô thì miền Tây của mình xứ nào cũng có, đúng không chị Ngọc Như? Mỗi vùng mỗi loại thì nó làm đa dạng khẩu vị cho du khách. Và đến Đồng Tháp muốn mua được khô ngon và chất lượng thì du khách sẽ ghé sang các hộ bán khô dọc theo tuyến tỉnh lộ DT841 trên địa bàn xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự. Hiện tại thì các hộ đã thành lập tổ liên kết để chia sẻ những kinh nghiệm trong chế biến khô an toàn vệ sinh thực phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Và sự liên kết này nhằm tăng cường tính liên kết hỗ trợ cho nhau trong sản xuất để mà phát triển ổn định, bền vững hơn nữa. Tổ hợp tác được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Thới Tiền vận động để thành lập. Và kết quả của việc liên kết này sẽ cho ra những sản phẩm khô có uy tín như thế nào. Mời bà con về dùng khô Thường Thới Tiền qua ghi nhận sau đây. Tổ liên kết khô của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Thới Tiền ra mắt vào đầu tháng 8 năm nay với 19 thành viên. Định kỳ mỗi tháng tổ chức sinh nhật một lần để chia sẻ, hỗ trợ nhau những điều cần thiết của nghề, nhất là cách chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thiết kế bao bì nhãn mát đẹp mắt, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết để khẳng định thương hiệu, tạo địa chỉ tin cậy cho người tiêu dùng. Thì là có hỗ trợ cho vốn rồi đó. Mình có thể là quy trình cái chỗ mà mằng khô sạch sẽ rồi nó an toàn vệ sinh, nói chung là từ chỗ bán cho tới chỗ làm, chỗ phơi cũng vậy, cũng an toàn thực phẩm, sạch sẽ đàng hoàng. Thôi mình lên sạp có băng hiệu đi cho người ta biết, người ta ăn ngon, người ta nói chậu có sạch khô 5 rớt ăn được thì người ta ghé mua. Còn mình không đẩy bảng lên rồi quá trời nhiều sạp mà biết sạp nào nữa người ta ăn ngon á anh. Nhằm để gắn kết các hộ mua bán khô lại với nhau nhiều hơn,
giúp các hộ phát triển nghề, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thường Thới Tiền còn đứng ra làm trung gian hỗ trợ vốn cho các hộ để đầu tư mở rộng việc sản xuất và kinh doanh khô. Qua đó cũng giúp cho 36 chị em phụ nữ hết tuổi lao động có được việc làm từ việc chế biến khô cá, từ đó có thêm thu nhập ổn định. Khi việc sản xuất mua bán khô cá đang ngày một phát triển trên địa bàn huyện Hồng Ngự, với rất nhiều sạp khô mọc lên thì việc tổ chức quản lý ngành nghề này một cách quy củ là rất cần thiết. Kính thưa bà con và quý khán giả, sản phẩm du lịch sẽ gắn liền với mỗi điểm du lịch và tạo nét riêng biệt cho mỗi nơi đến để thu hút khách đến đông hơn. Vì thế mà nhiều địa phương khuyến khích nông dân, doanh nghiệp hãy suy nghĩ ra một sản phẩm du lịch để tạo nét riêng cho mình. Tỉnh Đồng Tháp thì đang thực hiện điều này tại các điểm du lịch. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký kết kế hoạch xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp sạch và công nghệ cao. Mục đích là triển khai thực hiện nhằm khai thác các tiềm năng và lợi thế về nông nghiệp, các điểm sinh thái nhà vườn để phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Theo đó, mô hình du lịch nông nghiệp được phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm đặc thù, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Đồng Tháp. Qua đó đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch kết hợp nông nghiệp sạch, công nghệ cao nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách, tạo điều kiện cho nông dân nâng cao thu nhập từ hoạt động du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để thực hiện mô hình, hai bên sẽ rà soát lại các điểm nhà vườn, nông trại, trang trại, khu sinh thái có tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng các trang trại có đủ điều kiện khai thác du lịch nông nghiệp, xây dựng và vận hành các mô hình thí điểm. Giống luôn là yếu tố cốt tử nên nông dân rất là quan tâm. Ngành chuyên môn tỉnh Lâm Đồng cũng tập trung nghiên cứu sản xuất những giống chất lượng để phục vụ nhu cầu chuyển đổi của nông dân trong tỉnh và các tỉnh khác có nhu cầu. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 551 về việc công nhận vườn cây sầu riêng đầu dòng của cơ sở sản xuất và dịch vụ cây giống Trung Thành, địa chỉ tại thôn 9, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, loại giống mà cơ sở này sản xuất là sầu riêng ri sáo, mông thông, có thời gian trồng từ tháng 10 năm 2010, bao gồm 50 cây ri sáo đầu dòng và 50 cây mông thon đầu dòng. Số lượng mầm sống sản xuất bình quân 50.000 mầm cây mỗi năm. Đây là một trong những địa chỉ uy tín sản xuất cây giống sầu riêng được cấp chứng nhận cây giống đầu dòng của Sở Nông nghiệp. Chứng nhận này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Lâm hướng dẫn việc khai thác và sử dụng nguồn giống vườn cây đầu dòng. Cây họ cà chiếm diện tích lớn tại huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng, là cây trồng chủ lực nuôi sống rất là nhiều gia đình. Cây cà chua hiện nay có giá, nhà vườn chưa kịp hết vui mừng nữa thì nỗi buồn lại đến bởi vì bệnh xoăn lá bắt đầu trở lại. Bệnh này là do một loại virus gây ra và hiện nay thì nó đã quay trở lại huyện Đơn Dương gây nỗi lo cho nhà vườn. Mời bà con cùng xem ghi nhận sau đây của phóng viên chương trình. Gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Pró, huyện Đơn Dương đã gắn bó với cây cà chua nhiều năm nay. Những năm gần đây, vườn cà chua nhà anh cũng như các nông hộ trong vùng đều bị virus phá hoại hết hơn 80% số cây trong vườn. Chỉ tính riêng trong năm 2017, bệnh virus hại cà chua đã bùng phát gần 1.700 hecta. Năm nay đã là 1.500 hecta. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, từ đó đưa ra các giải pháp phòng ngừa như quản lý tốt cây giống sạch bệnh, hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, luân canh cây trồng. Chi cục Bảo vệ thực vật cũng phối hợp với một số đơn vị xây dựng các mô hình khảo nghiệm, trong đó sử dụng một số loại thuốc bảo vệ thực vật có khả năng diệt trừ các loại trung gian gây bệnh là bọ phấn, bọ trĩ và bước đầu đã đem lại hiệu quả. Bệnh virus hại cà chua là một trong những bệnh dễ lây lan và khó phòng trị triệt để. Trong lúc đó, việc phòng trừ loại bệnh này cũng đang gặp không ít thách thức. Các huyện Đơn Dương, Đức Trọng là vùng sản xuất trọng điểm quanh năm cây rau họ cà. Bệnh do virus hiện chưa có thuốc bảo vệ thực vật đặc trị. Các biện pháp đã áp dụng để quản lý virus trong nước và trên thế giới, chủ yếu là sử dụng giống kháng và phòng trừ môi giới truyền bệnh. Tuy nhiên, ở Lâm Đồng, phần lớn nông dân canh tác một giống cà chua Rita, chưa xác định được giống kháng virus. Vì vậy, để có thể phòng trừ bệnh hiệu quả, cần phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ. Xác định được nguyên nhân gây bệnh, nhưng mà giải pháp thực hiện như thế nào để giảm bệnh, giảm thiệt hại cho cây trồng là điều mà nông dân rất là quan tâm. Và phóng viên Kiều Anh cũng đã có cuộc phỏng vấn với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. Bà con hãy cùng xem để có cách xử lý tốt nhất cho vườn cà chua của mình.
để có thể tiếp tục canh tác cây cà chua và hạn chế các loại dịch bệnh, đặc biệt là tình trạng xoăn lá trên cà chua, ngành chức năng đã có những khuyến cáo nhằm giúp bà con nông dân có thể canh tác cây cà chua được tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Vậy cụ thể đó là những khuyến cáo như thế nào và bà con nông dân đã thực hiện ra sao? Mời bà con và các bạn tiếp tục tìm hiểu với Kiều Anh ngay sau đây. Vâng, xin chào nhà nông Nguyễn Văn Bảy và kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn ạ. Thưa kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, hiện nay thì dịch bệnh xoăn lá cà chua lại tiếp tục bùng phát trên các diện tích cà chua ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Vậy ngành nông nghiệp có những khuyến cáo như thế nào với bà con nông dân ạ? Xin chào chương trình, xin chào bà con nông dân, quý vị xem chương trình. Thì đối với tình hình dịch hại bệnh xoăn lá trên cây cà chua, thì nói chung là trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì chủ yếu tập trung ở các cái vùng trồng chua cà chua chính, đó là Đơn Dương, Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và Lạc Dương, một số ở vùng khác như Lâm Hà và Đam Rông. Thì các cái dịch hại này sẽ gây hại rất là qua nhiều năm, mà từ năm 2006 cũng đã phát hiện và gây hại rất là nhiều. Cái biện pháp phòng trừ chính của cái bệnh xoăn lá đó là chúng ta phải phòng trừ theo một quy trình phòng trừ tổng hợp. Nếu chúng ta áp dụng được một biện pháp hoặc hai biện pháp thì cũng không mang lại hiệu quả. Thì trong đó chú ý cái biện pháp canh tác là quan trọng nhất, bằng cách là chúng ta xử lý đất cũng như là dọn vệ sinh đồng ruộng để tiêu hủy những cái nguồn bệnh của cái vụ trước, như là bón phân cân đối vì trồng ở mật độ vừa phải để mà hạn chế được cái một số cái đối tượng truyền vector truyền bệnh. Và cái thứ hai đó là chúng ta phải chú trọng đến một số công tác khác, như là dùng các cái biện pháp vật lý, đó là dùng các cái bẫy bả. Bẫy thì gồm có những cái bẫy vàng cũng như là cái bẫy xanh để thu hút cái vector truyền bệnh, đặc biệt là bọ trĩ, để mà chúng ta đem đi tiêu hủy. Cái cuối cùng đó là chúng ta mới sử dụng cái biện pháp là hóa học khi mà chúng ta quản lý cái dư lượng thuốc với thực vật ở trong cái sản phẩm chúng ta. Chúng ta nên chọn những cái sản phẩm sinh học hoặc là những cái vi sinh vật có lợi, cũng như là các cái chế phẩm sinh học chúng ta phòng trừ. Bên cạnh đó thì ngoài những cái thí nghiệm ra thì cũng đã thực hiện những cái mô hình trên diện rộng để mà bà con áp dụng. Bà con nông dân và các bạn thân mến, tình trạng xoăn lá cà chua nếu như không được kiểm soát kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng mất năng suất, thậm chí là phải phá bỏ cả vườn cà chua. Và hy vọng rằng với những khuyến cáo vừa rồi thì bà con nông dân và các bạn có thể kiểm soát được tình trạng xoăn lá cà chua trên vườn của mình, và chúng ta có thể liên hệ với Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh Lâm Đồng để tìm hiểu thêm được những biện pháp kiểm soát tình trạng xoăn lá trên cà chua tốt nhất. Thông tin vừa rồi của ngành chức năng đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của bà con nông dân. Và nếu có ý kiến phản hồi hoặc là mong muốn tìm hiểu thêm về giống cây mới, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc là qua số điện thoại 02633829930. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày mai.